chứ. Mấy hôm nay nó cương tắc sữa, em không cho con nó đi được. Em nhờ mút hộ một cái có làm sao? Thôi anh chịu em đấy. Mút mút cái gì? Hơi dình lên thì bắt anh cho cái mồm đi mút. Có một em bị hâm à? Có anh bị làm sao? Đây đây. Từ trước tới giờ vẫn mút thì chả sao. Bây giờ cái che hôi. Từ trước giờ nó khác, bây giờ nó khác. Trước khác gì mà khác? Hồi ơi, hồi trước thì... Hồi của anh từ lớn từ cái bầu này mà lên nên hồi. Chả ai bảo em, chả ai bảo chồng đi mút sữa như em cả. Từ ngoài cái đầy. Sao không mua cái máy nó hút đi? Nó đau. Cái mồm nó hút thì nó mới dễ chịu. Thôi anh chịu ấy. Bảo đằng nào hút thì hút, anh chịu. Nhớ mồm nhá. Người ta đi ta bảo thằng nào mút thì đừng có nhảy dựng dựng người lên nhá. Đấy là nói thế, nhưng mà anh chịu. Có cái việc tắc sữa thôi em, tắc sữa thì em bị ấy cái gì nó khỏi Cái tắc gì? mà Gì massage. massage? Không thì thuê người về đây đi. 500, 700.000 một lần đấy. Tiền thì không muốn chi, nhưng mà lại cứ 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 thích. Nhưng mà có máy mút sữa đây, anh mua Mút máy không mút sữa sao, đây. mày hút sữa không hút được, không hút được làm Suốt ngày sao? bảo mút mút mút, ai mút được, gây chết được, chỗ đấy cứ nó hôi. Hồi gơm, hồi. Còn gì Nếu nữa? mà hút được, hút được sữa ra thì đã chả bảo mút. Đây hút mút hút không được thì bà bảo là đi vào trò cho mồm vào mút cho ta. Cứng cứng đến mấy ngày hôm nay, sốt đến mấy ngày hôm nay rồi. Sốt cái gì sốt, thằng bé hôm nay cho đi tiêm này, như Nó quấy. Quấy nó còn chả chịu ăn, nó sữa nó về nó lại càng tức. nó khổ quá. Nhưng mà cái chỗ đấy cứ cho vào anh buồn buồn nôn, anh không ấy được. Bịt mũi vào mà cho. Đùa. Nghĩ đến anh đã gây cổ họng của tao đấy. Anh xin lỗi đi em, nhưng mà thật sự anh muốn cố, nhưng mà nghĩ đến anh đã muốn ghê cổ họng rồi, không thể mút nổi. Cứ kiểu nó không không như ngày xưa. Ngày xưa em chả bảo anh cũng mút thật. Thế từ giờ thì sao nhá? Tôi cạnh xong rồi mút cho mồm mà mút nhá, tôi vại em mồm nhá. Được, thề từ giờ sao không mút nữa. Nghĩ kinh bỏ sừ nữa thật. Không phải là anh không thương em, không phải anh không yêu em đâu, nhưng mà kiểu là sao nhỉ. Thôi bây giờ nhường tất thằng con, anh chịu, anh Thằng nhường hết. con bây giờ hai hôm nay nó đi tiêm về, nó sốt nó không thèm ti, nó bỏ đi, nó lại càng cương nó càng đau. Tối nay tôi mà sốt tôi đạp xuống đất cho mà dậy mà bế con. Không 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 thì cứ lấy máy mua mút sữa mút tạm, không thì tí nữa anh đèo ra ngoài kia nó massage cho cũng được. Massage một lần 500 đến 1 triệu. Tiền thì không muốn bỏ ra nhưng mà lại cứ thích xài sang. Ở đâu về? Xài sang cái gì, nhưng mà em không hiểu cái cảm giác cái đâu, cứ ghê ghê của họng Giác nào kiểu ấy. gì, ghê kiểu gì? Trước thì ông cũng là lên từ cái bầu ngực này thì ông không Trước thể khác ghê. giờ khác, em Thế vẫn bây giờ, cây. ba mươi mười mấy 20 năm bước vào đây rồi chứ lại còn chê. Mười mấy 20 năm, anh thề anh bú sữa mẹ có 1 2 năm thôi. Ông 12 năm từ ngày ông tôi là bao nhiêu năm? 14 15 năm chưa? Thế là gần 20 năm chưa? Nhưng mà lúc lúc đấy là chưa có con, Rửa làm trò. nó không phải làm cho, nhưng mà nó có mùi mùi sữa, mà cái mùi này nó cứ hăng hăng kiểu gì ấy. Hăng hăng là do hôm nay ông mua phở ông mua cho tôi hành đấy thì nó mới hăng đấy. Hăng hăng chứ đâu nhìn nó, anh tao bảo là anh không thử đâu, anh thử rồi nó cứ lượm hết cả giọng lên ghế Mức cửa rồi. giọng Kinh ơi kinh gì. đấy. Tôi ra tôi nhờ ông hàng xóm làm kệ xác ông. Đấy, đi cho hàng xóm Nhớ đây. mồm nhá. Cho hàng xóm đi on nhá. Ui, chịu luôn đi, sữa mới mút kinh khủng.